Thưa quý vị, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài nên chợ gà Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang năm nay sức mua tiếp tục giảm hơn nhiều so với năm trước. Tại chợ gà Túy Loan, sáng mùng 8 tháng Giêng năm Nhâm Dần, lượng khách tìm mua gà cúng mùng 9 ít hơn so với người bán. Đáng nói là ngoài những con gà kiến có giá 250.000 đồng một con, khoảng 1,2 kg, thì gà thả vườn cũng được nhiều khách hàng chọn mua với giá dao động từ 130 đến 150.000 đồng một con. Lý giải cho điều này, nhiều người chuyên bán gà cúng cho biết, những năm gần đây, tâm lý khách hàng không nặng về phần xem giò, chủ yếu phần lễ là chính. Dịch bệnh kéo dài, khách vãng lai tìm đến chợ cũng thưa thớt, phần lớn là người địa phương. Nói chung là năm nay là toàn là đông quê mình thôi, chứ mùa ra khách bản lê là không có đâu nè. Thì bây giờ họ sợ cho bản thân họ nữa, có là họ ít tới chợ, chỉ có ở địa phương mình là chủ yếu. Thì cỡ một người cỡ khoảng mười mấy con là cùng, chứ không có nhiều như mấy năm.